Vâng, shop Thanh Đạo Auto xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em lại tiếp tục làm video giới thiệu đến các bác tầm độ khoảng 9 cặp loa, trong đó có Yamaha, một cả dòng cây cột rất là đẹp này. Một cặp Onkyo D3R đáng chơi, một cặp Onkyo và một cặp Pioneer rất là đẹp, bass 32 cm, rất là gấu luôn ạ. Giá cũng rất là bình dân. Một cặp Onkyo D502A, một cặp Panasonic MX50 cũng rất là đẹp luôn, và một cặp Chio JN72, một cặp D5R của Onkyo và một cặp của hãng Aurex rất là đẹp luôn ạ, bass 25 cm. Đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác một cặp loa của hãng Aurex này, rất là đẹp ạ, bass 25 cm, màng giấy tép đôm, một lỗ thở thông hơi tầm độ khoảng 6 cm thở về phía đằng trước, một vi tinh chỉnh giải cao của nó là cao 58 rộng 34 và sâu cả e căng 26 cm. Loa thì rất là đẹp ạ, được nạm một lớp xi màu nâu vân gỗ rất là đẹp luôn ạ, thùng vách vuông thành sắc cạnh. Và em quay như thường lệ vẫn là quay chi tiết để giới thiệu đến các bác tham khảo, đó tuyến hông này không có bể nở sứt sẹo gì, thùng vách vuông thành sắc cạnh. Đấy, tuyến hậu thì còn khá là đẹp luôn ạ, cũng gọi là rất là đẹp, tươi, mới đó. Và em quay tiếp tuyến hông để giới thiệu và đọc series báo giá để các bác tham khảo. Đó, tiếp tuyến hông này, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Và em quay lại báo thông số báo giá để các bác tham khảo model của nó nào. Aurex N3 mắc đôi ạ, 80W 8 ohm cũng của Made in Japan. Em đọc lại model của nó nhá. Aurex SS N3 mắc đôi ạ. N3. Đây model của nó đằng trước này. Đó. Model của nó là N3S mắc đôi, một vi tinh chỉnh giải cao, loa bát thì quá đẹp luôn ạ. Màng giấy gân vải nguyên zin này, gân vải lụa nguyên zin, tiếng bát cũng rất hay, một cặp loa cổ thùng thì cũng rất là lớn, được xếp vào cặp loa book sale của hãng Aurex. Loa thì xương nhôm đúc tép đôm rất là nở gấu luôn ạ. Cao 58 rộng 34 và sâu cả e căng nó rơi vào 26 cm. Tuyến loa thì đẹp miễn bản, với một mức giá để các bác tham khảo là 3.200.000 cho cặp Aurex N3S mắc đôi ạ. Bát 25 xương nhôm đúc rất là gấu đó, các bác tham khảo. Và tiếp em giới thiệu được các bác một cặp loa của hãng Onkyo đó, D5R, một bát 28 cm, màng carbon gân mút, một chung màng carbon và một tép đôm đó, một tép đôm xoáy, hai vi tinh chỉnh giải cao cho phía đằng trước, thùng được nạng một lớp xi màu nâu vân gỗ đó, rất là đẹp luôn ạ. Và em quay tuyến hông, quay tuyến hông để giới thiệu kỹ. Các bác xem video thì chờ em một chút để em quay cho nó kỹ càng. Đó, các bác xem cho em là tuyến hông được nạng một lớp xi màu nâu vân gỗ, không có bể nở sứt sẹo gì, rất là đẹp luôn ạ. Và em quay tuyến hậu. Đó, rất là đẹp luôn ạ, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì, đẹp xuất sắc đấy ạ. Và em quay tiếp tuyến hông của cả cặp và báo thông số để các bác tham khảo. Đó, các bác xem cho em rất là đẹp luôn, rất là vuông thành sắc cạnh, đều tuyến, loa thì đẹp miễn bàn. Đó, và em quay lại báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Model của nó là Onkyo D5R, công suất mắc là 120W 6 ohm ạ. Độ nhạy là 91 decibel, giải tần từ 35 đến 45 kHz. Cân nặng là 16,5 kg của Made in Japan. Đó. Tầm một cặp loa đáng chơi của hãng Onkyo D5R rất là đẹp, màng carbon này. Màng thì quá đẹp luôn ạ, màng carbon gân mút này. Một tuyến chung màng carbon này và một tuyến tép đôm này. Đó, gông kiềng xương nhôm đúc rất gấu luôn này, không có bị rôm rỉ bất kỳ chỗ nào, hai vi tinh chỉnh, một
Mức giá cũng rất tốt, để em báo để các bác tham khảo là 5.800.000, 5.800.000 cho cặp Onkyo D5R, 5.800.000, mức giá rất tốt cho bát 28 bằng carbon. Các bác tham khảo, đặc biệt là loa rất đẹp. Và tiếp em giới thiệu được các bác một cặp loa của hãng Chio này. Đó, bát 25 cm. Bán này thì nó trên 25 cm nhưng mà nó 25 cm. Đó. Đo cả gông kiềng nó phải 28 cm. Nó là bát 25, một lỗ thở tầm 6 cm thở về phía bên dưới, một chung giấy, một tép đôm. Đó. JN71 là tép điện, còn cái này là tép đôm rất là lớn luôn ạ. Đó, rất là lớn luôn. Những dòng này thì các bác nghe nhạc thẩm âm karaoke rất là tốt luôn ạ. Với một mức giá cũng rất tốt. Tuyến đỉnh này, cao của nó là cao 80, rộng 36, sâu cả căng 32 cm. Loa thì đẹp miễn bàn, màng giấy gân vải, gân mút ạ, màng giấy gân mút này. Đó, độ động rất là lớn, tiếng bát rất là hay, đặc biệt là tuyến loa đẹp miễn bàn luôn ạ, đẹp miễn bàn. Đó, một cặp loa đáng chơi đó, của hãng Chio. Đó, loa rất là đẹp, đều tuyến. Và em quay tuyến hông để giới thiệu đến các bác này. Loa thì không có bể nở sứt sẹo gì, gọi là đẹp xuất sắc. Đó, được nạm một lớp xi màu nâu bụi, vân view rất là đẹp luôn ạ, được phủ bóng piano. Đó, rất là đẹp. Và tuyến hậu này, đó, tuyến hậu này các bác xem cho em, đã rất là tươi mới luôn, rất là đẹp luôn ạ, rất là đẹp luôn ạ. Và em quay tiếp tuyến hông này. Quay tiếp tuần hôm để giới thiệu với các bác này, loa thì quá đẹp luôn. Cái này đang bị ngược ạ. Em quay tiếng hôm bên đây để giới thiệu kỹ đến các bác này. Đó, rất là đẹp luôn, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì, loa quá đẹp. Và em quay lại báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Model của nó là Chio JN72. 8 bôm, công suất là 140W ạ, giải tần từ 35 đến 20kHz. Đó. Cũng của Made in Japan. Một cặp loa đáng chơi, cao của nó là cao 80, rộng 36, sâu cả E căng 32 cm, bát 25 cm, chung giấy, tép đôm. Với một mức giá để các bác tham khảo là 4.500.000 cho cặp Chio JN72. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua tấm biển trên. Thanh Đạo Audio, chuyên âm thanh bãi, trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc. Và xem video cho em xin nút like, nút đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên với số em review. Và tiếp em giới thiệu đến các bác một cặp này của hãng Panasonic. Đó, model của nó là SBMX50 ạ. Bát 23 cm, màng carbon này. Bát 23 màng carbon. Đó, rốn carbon, gân mút rất là đẹp luôn ạ, cũng rất là lớn, từ 5 châm kép, một tuyến chung cũng bằng carbon ạ, rất là lớn luôn, 14 cm, và một tuyến tép đôm nó rơi vào 12 cm. Loa thì được nạng một lớp xi màu nâu vân gỗ, cao của nó là cao 76, rộng 27, sâu cả căng 34 cm. Loa thì rất đẹp, các bác ngắm xem cho em là rất là đẹp luôn. Đằng trước có bọc thêm một lớp nỉ này, đó, đặc biệt là tuyến loa còn rất là đẹp, thùng thì đẹp xuất sắc, zin toàn tập luôn ạ, cao 76, rộng 27, sâu cái căng 34 cm. Và em quay tuyến hông này, quay tuyến hông này để giới thiệu cho các bác này. Đó, các bác xem cho em là không có bể nở sứt sẹo gì, được nạng một lớp xi màu vàng vân gỗ rất đẹp, thùng vách thì vuông thành sắc cạnh, không có bể nở gì. Đó, và em quay tiếp tuyến hậu này. Quay tiếp tuyến hậu này, các bác xem cho em đã đủ đẹp chưa, rất là đẹp luôn ạ, vuông thành sắc cạnh, một lỗ thở tầm 6 cm thở phía đằng sau, loa thì rất là nặng, rất là gấu luôn ạ. Và em quay tiếp tuyến hông này. Đó, quay tiếp tuyến hông này, rất là đẹp luôn ạ, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Và em quay lại báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Model của nó là Panasonic 6 ohm, công suất là 2 công suất max là 200W ạ. Input này max music 100W, 200W chắc là 200W cho cả cặp ạ. Made in Japan, 100W trên một thân thùng.
200W cho cả cặp. Đó, với một mức giá để các bác tham khảo là bát 23 cm, màng carbon, gân mút chung carbon và một tiến tép đôm, cao của nó là cao 76 lộng 27, sâu cả ê căng 34 cm, với một mức giá để các bác tham khảo là 5 triệu 300 cho một cặp Panasonic hệ cây cột rất là đẹp luôn ạ. Các bác cũng có thể thẩm âm nghe nhạc và hát karaoke nghêu ngao gia đình rất tốt, đặc biệt là loa đẹp miễn bàn rất là đẹp luôn ạ. Một cặp cây cột thùng Bombay rất là gấu, rất là nặng luôn ạ, chất âm cũng rất là hay luôn ạ. Và tiếp em giới thiệu đến các bác một cặp của hãng Onkyo này. Những dòng này thì tiếng rất là hay luôn mà chất âm cũng rất là tốt. Model của nó là D502A. D502A có một nụ thở tầm 4 cm, thở về phía đằng trước. Bát thì nó rơi vào tầm 24 cm. Màng giấy tẩm dầu đặc trưng của hãng Onkyo, của dòng Bookshelf 502 đấy ạ. Màng giấy, gân mút và một tuyến tép đôm rất là lớn này. Mà tuyến đình cũng được nang một lớp xi màu nâu vân gỗ này, rất là đẹp luôn ạ, không có bể nở xước xẹo gì. Và em quay tuyến hông này để giới thiệu cho các bác. Đó, rất là đẹp luôn ạ, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở xước xẹo gì, cũng zin toàn tập luôn ạ. Đó, tuyến hậu này, đẹp từ trước ra sau. Đó, các bác xem cho em đã đủ đẹp chưa ạ? Rất là đẹp luôn ạ. Và em quay tiếp tuyến hông này. Có NR, có rep rai trái phải. Đó, các bác xem cho em đã đủ đẹp chưa? Rất là đẹp. Đó, và em quay lại báo thông số, báo giá để các bác tham khảo. Model của nó là Onkyo D50A 150W 6 ohm, cũng của Made in Japan. Một cặp loa Bookshelf rất là nặng, rất là lớn. Củ từ cũng rất là bọc Arico rất là đẹp luôn ạ, rất là gấu. Với một mức giá để các bác tham khảo, chất âm rất hay, với một mức giá 5 triệu 200 cho cặp Onkyo D502A. Rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp em giới thiệu được các bác này, một cặp loa cũng đi vào tiềm thức này. Bát 32 cm, màng giấy, gân mút, đặc biệt là tiếng bát này, các bác xem cho em đã đủ đẹp chưa? Màng giấy rất là đẹp luôn ạ. Và một tiếng chung giấy, tép giấy, một lỗ thở tầm độ khoảng 7 cm, thở về phía đằng trước, loa thì đẹp miễn bàn luôn ạ. Và em quay tiếng đình này. Đó, tuyến đình này còn khá mới luôn ạ. Cao của nó là cao 68 rộng 39, sâu cả ê căng 32 cm. Đó, và em quay tiếp tuyến hông này của các cặp này. Đó, các bác xem cho em, rất loa rất là đẹp luôn ạ, rất là đẹp, rất là mới luôn ạ. Và tuyến hậu này. Đó. Cặp này cũng là trùng seri đấy ạ. Model của nó là Pioneer CSV70. Đấy, series của nó là 050537 này. Đây là BK 0537 này. Đó. Tuyến hậu này còn khá mới luôn, rất là đẹp luôn ạ. Và em quay tiếp tuyến hông này của cả cặp này. Đó, các bác xem cho em là rất là đẹp luôn, có hơi bẩn một chút thôi, còn loa thì vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Các bác xem cho em đã đủ đẹp chưa ạ? Và em quay lại báo thông số, báo giá để các bác tham khảo. Model của nó là Pioneer CSV70 8 ohm, công suất mắc là 70W ạ, cũng của Made in Japan. Đó, cặp này thì cũng là cặp loa bát 32 chung giấy 12 cm, và một tiếng tép giấy nó rơi vào tầm 10 cm. Bát 32, màng giấy, gân mút, một độ thở 7 cm, cao 68 rộng 39, sâu cả ê căng 32 cm. Đặc biệt là loa đẹp miễn bàn, với một mức giá để các bác tham khảo là Pioneer CSV70 bát 32 8 triệu 500 cho một cặp loa đáng chơi, các bác tham khảo. Và tiếp em giới thiệu đến các bác một cặp của hãng Onkyo này. Các bác xem cho em, bát 22 cm này, màng carbon, gân mút, một tuyến tép đôm này, rất là đẹp luôn ạ. Thùng được nạm một lớp xi màu nâu vân gỗ, cao của nó là cao 52 rộng 25, sâu cả căng 27 cm. Một cặp loa Bookshelf đáng chơi luôn ạ. Và em quay tuyến hông này. Đó, rất là đẹp luôn ạ, rất là đẹp, rất là tươi mới. Và em quay tuyến hậu này để giới thiệu đến các bác này. Đó, tuyến hậu này, các bác xem cho em đã đủ đẹp chưa? Rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở xước xẹo gì.
Cũng cặp này cũng là trùng seri này, 014 này và 014 này, các bác xem cho em đã đủ đẹp, đúng trùng cặp luôn ạ. À, các bác xem tuyến hông này, vuông thành sắc cạnh, không có bề nở sứt sẹo gì. Và em quay lại báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Model của nó là Onkyo PSC60, công suất max là 130W ạ. Công suất đầu vào là 40W, 6,4 ohm. Độ nhạy là 90 dB ạ. Giải tần từ 30 đến 30kHz cũng của Made in Japan. Loa thì một cặp loa Buxell rất là gấu, rất là nặng luôn ạ. Màng carbon gân mút, tép đôn nó rơi vào 12 cm. Các bác xem cho em mình ngắm không đã đủ đẹp rồi, một cặp loa đáng chơi. Màng carbon gân mút bát 22 cm với một mức giá để các bác tham khảo làm 3.800.000 cho một cặp Buxell của hãng Onkyo này. Đáng chơi, rất là đẹp luôn ạ, chất âm rất là hay. Và tiếp em giới thiệu đến các bác một cặp loa này cũng của Onkyo D3R ạ, D3R. Cũng bát 22 cm, màng carbon gân mút, chung màng carbon này, một tuyến tép đôm xoáy này, các bác xem cho em nó đủ đẹp chưa? Rất là đẹp luôn ạ. Đó, tuyến thông này, tuyến đình này, cao của nó là cao 52, rộng 28, sâu cả căng 25 cm. Loa thì đẹp miễn bàn, các bác ngắm không nó đủ đẹp rồi ạ. Đằng trước là được xi một lớp xi màu xanh đấy ạ, chứ không phải là màu đen đâu ạ. Và tuyến hông này, tuyến hông của cả cặp này. Đó, các bác xem cho em là nó chỉ có hơi bẩn ở cái nem rem ở cái chỗ này một chút thôi. Đó, nâu đi là hết này, đây. Đó, nâu đi là hết. Đó, không có bể nở sứt sẹo gì, được nặng một lớp xi màu nâu vân gỗ. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Đó, quay tiếp tuyến hậu này. Để giới thiệu được các bác này, các bác xem cho em là rất là đẹp, rất là tươi mới luôn ạ. Cũng là trùng seri, cặp này cũng trùng seri 185 này, bên đây là 185 này. Đó. Cũng trùng đôi trùng cặp. Và em quay tiếp tuyến hông này để giới thiệu được các bác này, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì, rất là đẹp luôn ạ. Và em quay lại báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Model của nó là Onkyo D3R, công suất max là 100W ạ, 6 ohm, độ nhạy là 91 dB, giải tần từ 37 đến 30kHz, cân nặng là 10.5kg, cũng của Made in Japan. Cân nặng thì một cặp loa Buxell 3 đường tiếng. Đó, bát 22, chung giấy 14, tép đôm 12. Đó, loa thì quá đẹp luôn ạ, để các bác tham khảo với một mức giá D3R, cao 52, rộng 28, sâu cả căng 25 cm, với một mức giá để các bác tham khảo là 4 triệu cho một cặp D3R. Các bác tham khảo một mức giá cũng rất tốt, loa thì rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp em giới thiệu được các bác một cặp loa này của hãng Yamaha, một dòng loa cây cột rất là đẹp luôn ạ, hai bát điện, hai bát thật ạ. Đó, các bác xem cụm từ thì cũng rất là lớn luôn, rất là lớn, màng carbon gân gân này là gân cao su nguyên zin này, đặc biệt là đẹp miễn bàn, hai bát 16 cm. Đó, các bác xem cho em rất là đẹp, một tuyến tép đôm này, bên dưới là của nó là bát trầm và bên giải thứ hai là giải trung trầm và giải thứ ba là giải tép, một lỗ thở nó tầm độ khoảng 7 cm, cũng 7 cm thở về phía đằng trước. Một dòng loa cây cột rất là đẹp luôn ạ. Cao của nó là cao 91, rộng 21.5 và sâu cả căng 32 cm. Loa đẹp miễn bàn, 2 bát 16 cm. Đó, và tuyến thùng này, tuyến hông này, tuyến hông của cả cặp này được nạng một lớp xi màu vàng rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp. Đó, các bác xem cho em là đủ đẹp chưa ạ? Và tuyến hậu này, đẹp từ trước ra sau luôn ạ. Đó, các bác xem rất là đẹp, rất là tươi mới luôn. Đó, và em quay tiếp tuyến hông này. Đó, các bác xem cho em là đủ đẹp chưa? Vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì, rất là đẹp. Và em quay lại báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Model của nó là Yamaha NS300 ạ, 6 ohm, công suất max là 100, công suất đầu vào ạ. Đúng rồi, công suất đầu vào là 140W, công suất input max này là 400W, cũng made in Malaysia. Đó, made in Malaysia. Với một mức giá
để các bác tham khảo cũng nghe nhạc thẩm âm karaoke tốt với một mức giá để các bác tham khảo là 4 triệu cho cặp Yamaha NS300. Đó, một dòng cây cột rất là lớn luôn ạ, rất là hay, chất âm thì quá hay luôn ạ. Các bác tham khảo. Và đầu tiên em xin giới thiệu về âm ly, thì em giới thiệu đến các bác một con âm ly này cũng của hãng Pioneer, rất là đẹp luôn ạ. Mặt mũi thì không có vết chảy, có một vết cấn ở cái góc bên dưới của cái âm ly này. Đó, model của nó là A6850 ạ, 6850, có nâu nốt bằng nút ấn, có AB và có A cộng B này. Đó, có nâu nốt bằng cần gạt này. Đặc biệt là mặt mũi thì rất là đẹp luôn, có một vết cấn nhẹ độ khoảng một tí xíu thôi ạ. Đó, với một mức giá hôm nay em báo giá để các bác tham khảo rất là tốt luôn, chạy cho 4 con sò nách xanh đen này, 4 con sò nách xanh đen, một tăng phô hai tụ nọc nguồn rất lớn này. Đó, ruột gan thì quá đẹp, sắc xi màu vàng này. Model của nó là Pioneer SA6850. Điện 100V và công suất là 110W ạ. Đánh cầu AB là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Các bác xem là phía hậu thì cũng còn khá là mới, rất là đẹp luôn ạ. Với một mức giá để các bác tham khảo cho con SA6850 là 2.300.000. Đó, 2.300.000. Các bác xem cho em đúng nút thì quá đẹp luôn ạ, không có bị chảy xước bất kỳ chỗ nào. Có mỗi một tí cấn nhẹ ở trong góc ở bên phía đây. Đó, em sale cái giá rất là tốt. SA Pioneer SA6850 2.200.000 cho con âm ly đáng chơi luôn ạ. Chất âm rất tốt, đánh những dòng bass 30 độ nhạy cao thì chất âm cũng rất là hay luôn ạ. Các bác tham khảo, còn những dòng bass 25 thì miễn bàn. Và tiếp em giới thiệu đến các bác một con âm ly này, công suất thì cũng rất là lớn luôn ạ, rất là lớn luôn, size âm ly cũng rất là to. Đó, một con Kenwood K909, model của nó là K990 990EX ạ, 990EX này. Có A này, B này và A cộng B này. Đó, các cổng đầu vào này cũng có nâu nốt bằng nút ấn này. Đó, bát chép chỉnh trên máy, đặc biệt là mặt mũi âm ly màu đen thì rất là đẹp luôn ạ, không có bị chảy xước bất kỳ chỗ nào. Đó, và các bác xem cho em là tăng phô này, chất bãi 100% này, nâu đi thì còn mới, miễn bàn luôn này, đang hoạt động bình thường. Một tăng phô rất là lớn luôn và 4 con tụ nọc nguồn. Đó, 4 tụ nọc nguồn này, các bác xem cho em rất là đẹp luôn. Và chạy cho 2 con sò STK nguyên zin này. Đó, KAB01 này, KAB01 này. Đó, các bác xem cho em là ruột gan thì rất là mới luôn ạ. Mặt mũi âm ly thì rất là đẹp. Các bác xem cho em là tăng phô tụ nọc nguồn thì khá là lớn luôn. Và tiến hậu này cũng rất là đẹp luôn ạ. Model của nó là Kenwood K990EX, điện 100V và công suất là 270W ạ, 270W, đánh tất cả các loại loa. Đó, các bác xem và chất âm thì cũng rất là hay luôn ạ. Các bác cũng có thể ghép vang để hát karaoke rất là tốt. Với một mức giá để các bác tham khảo cho con Kenwood 990EX với một mức giá rất tốt trên thị trường. Con này nó rơi vào tầm độ khoảng 3.5 đến 4 triệu. Hôm nay em sale với một mức giá rất tốt là tầm độ khoảng để cho các bác tham khảo là với một mức giá 3.300.000 cho con Kenwood 990EX nhá. Chất âm rất là hay luôn ạ. Và tiếp em giới thiệu đến các bác một con Technic này, cũng rất là chất âm rất là hay luôn ạ. Model của nó là 80A của hãng Technic này. Đó, có nâu nốt bằng nút ấn này. Các bác xem và có A này, B này và A cộng B này. Đó, các cổng đầu vào này, mặt mũi thì không có bị chảy xước bất kỳ chỗ nào, rất là đẹp luôn ạ. Ruột gan thì quá đẹp luôn, cũng rất là gấu luôn ạ. Chạy cho 2 tăng phô này, riêng biệt này, 2 tụ nọc nguồn này và 4 con sò sắt này. Đó, chạy cho 4 con sò sắt của chữ đỏ của Toshiba, có chữ T Toshiba. Đó, nguyên zin 100% này. Ruột gan các bác xem cho em rất là đẹp luôn ạ. Ruột gan quá đẹp luôn chứ không phải là đẹp, mà chạy cho 2 tăng phô, 4 tụ nọc nguồn. Đấy, âm đi thì chất âm rất là hay luôn ạ. Và em đọc model của nó là 80A, điện 100V ạ.
điện 100V và công suất là 173W, 173W, đánh cho AB là cũng từ 4 đến 16 ohm, A cộng B là từ 8 đến 16 ohm, ghép cũng tất cả được các loại loa. Đó, chất âm rất là hay, chạy 4 con sò sắt lớn. Model của nó là Technic 80A với một mức giá để các bác tham khảo là 2 triệu 500 cho con 80A này, chất âm rất là hay luôn ạ. Đó, các bác tham khảo. Và em đọc lại cái thông số của đúng rồi ạ, đánh từ 4 đến 16 ohm. Con âm đi Kenwood ạ, em để đọc thông số để các bác tham khảo. Đánh AB riêng biệt là cũng từ 4 đến 16, đánh cho A cộng B là cũng từ 8 đến 16 ohm. Đó, con âm đi này thì đáng chơi luôn với một mức giá 3 triệu 300, một mức giá rất tốt để các bác tham khảo, 3 triệu 300. Con Kenwood 990EX 270W, chất âm rất hay. Và tiếp em giới thiệu được các bác một con âm ly này của hãng Samsung. Model của nó là X3 con 5VS, cũng có AB và A cộng B. Em giới thiệu lại này, con Samsung mặt gương rất là đẹp luôn ạ. AB và A cộng B này, có nâu nớt bằng nút ấn này. Đây, nâu nớt đây ạ. Đó, có nâu nớt và ruột gan cũng rất là đẹp. Mặt mũi thì mặt gương không có bị chảy xước bất kỳ chỗ nào này, các cổng đầu vào này. Và chạy cho 4 con sò than này, 4 con sò than lớn này. À, các bác xem, đặc biệt là zin toàn tập luôn, ruột gan rất là đẹp luôn ạ. Model của nó là Samsung 3 con 5, điện 100V ạ, công suất là 175W thì cái này nó hơi mờ. Công suất là 175W ạ. Đây 175W ạ. Điện 100V và công suất là 175W ạ. Đấy, đánh cho AB là cũng từ 4 đến 16 và A cộng B là từ 8 đến 16 với một mức giá để các bác tham khảo. Model của nó là Samsung 3 con 5 VS với một mức giá 3 triệu để các bác tham khảo, một mức giá rất tốt. Các bác tham khảo cho em là con Samsung này, chất âm cũng rất là hay, 3 con 5 VS, 3 triệu cho con âm ly đáng chơi. Và tiếp em giới thiệu đến các bác một này, một con Victor cũng rất là gấu luôn ạ, rất là gấu luôn, các bác xem và tham khảo. Model của nó là AXS5, cũng có AB này, A cộng B này, đó, và có nâu nớt bằng nút ấn này. Đó, các cổng đầu vào này, chất âm thì rất là hay luôn ạ. Chạy cho cũng 4 con sò than này, 4 con sò than cỡ lớn này. Ruột gan thì phỉ tím rất là đẹp này, tăng phô rất là to này, và hai tụ nọc nguồn này. Đó. Size âm ly cũng rất là lớn luôn ạ. Model của nó là Victor AXS5. Điện 100V và công suất là 185W ạ, cũng của Made in Japan. Đánh cho B là từ 6 đến 16 ohm và đánh cho AB cộng là từ 12 đến 16 ohm ạ. Đó, cũng của Made in Japan với một mức giá để các bác tham khảo là 2 triệu 700 cho con Victor SX5 ạ. Chất âm rất là hay luôn ạ. Size thì rất lớn. Âm đi thì cũng chiều cao nó rơi tầm 14-15cm đấy ạ. Này, khổ size rất là sâu luôn này, ruột gan thì khá là đẹp. 2 triệu 700 cho con âm ly Victor S5 ạ. Các bác tham khảo, và các bác có nhu cầu thì liên hệ với em qua tấm biển trên, một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc. Và đến đây em xin tạm dừng video, hẹn các bác vào video tiếp theo. Em xin chào và tạm biệt các bác. Em xin chào các bác.